kỳ Nam Bắc Triều, Lưu Dụ lập nên Triều Nam Tống. Trải qua mấy đời truyền đến Hiếu Võ Hoàng đế Lưu Tuấn. Lưu Tuấn đăng cơ khi chỉ 24 tuổi. Thúc phụ Lưu Nghĩa Tuyền nhờ ủng hộ hoàng đế nên có công lao, được phong làm thừa tướng, tước Nam Quận Dương, nắm giữ đại quyền trong triều đình. Vì thế ông ta chuyên quyền bạo ngược, một tay che trời, sinh lòng phản tắc. Tốt, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Các vị tướng quân chuẩn bị khởi binh theo ta đánh vào Kiến Khang. Sau khi giết thành, ta là hoàng đế, các vị đều là khai quốc công thần, vinh quà phú quý cả đời hưởng không hết. Dạ phải rồi, chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, bốn dương muốn đến giếng chùa. Cái này chuyện trong đại như vậy, đương nhiên phải cầu Phật tối che chở rồi. Ta biết một vị cao tăng.